Xin chào bạn, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ và AI chắc chắn là một thứ gì đó đang dần định hình thế giới trong tương lai. Thật không khó để chúng ta có thể thấy được những cái ứng dụng của AI trong rất là nhiều lĩnh vực của đời sống. Vậy thì bằng cách nào để chúng ta có thể ứng dụng AI một cách lành mạnh trong môn vẽ điện tử, đặc biệt để giúp cho chúng ta có thể gia tăng cái nguồn thu nhập một cách thụ động, lành mạnh và an toàn với AI? Đó chính là cái nội dung của loạt video Lim Jim sẽ tập trung chia sẻ những cái quan điểm và kinh nghiệm của mình từ việc ứng dụng AI vào lĩnh vực vẽ điện tử. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ vào với tập đầu tiên của loạt video có tên gọi là Gia tăng thu nhập với AI. Rồi, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với nội dung của video của chúng ta. Mình biết rằng có rất là nhiều bạn đang nóng lòng chờ được chia sẻ những cái nội dung liên quan đến việc ứng dụng AI, đặc biệt vào cái cách để chúng ta có thể gia tăng được cái nguồn thu nhập với AI. Đó chắc chắn là một trong những cái nội dung chính mà mình sẽ tập trung xuyên suốt chia sẻ cho các anh chị và các bạn trong toàn bộ cái loạt video này. Nhưng theo quan điểm của mình, đây chính là cái tập đầu tiên. Mà điều quan trọng nhất trước khi chúng ta vào ứng dụng của nó, đó là chúng ta phải biết cách nhận diện được cái tầm quan trọng của AI trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang hoạt động, và đặc biệt là làm cách nào để chúng ta có thể ứng dụng được đúng mực nhất theo góc nhìn của một người làm art, chứ không phải là một cái người mà chúng ta đứng ở bên ngoài không làm trong lĩnh vực này chúng ta ứng dụng nó. Có rất là nhiều người, các bạn thấy rằng trong giai đoạn này sử dụng AI, nhưng phần lớn chúng ta đang sử dụng nó giống như là một cái công cụ giải trí. Chúng ta render những cái hình rất là ngẫu nhiên bằng một vài những câu lệnh, những cái prompts nó giống nhau một cách kỳ lạ, và đặc biệt là nó vô hồn. Chính vì vậy, không phải artwork nào được render bởi AI cũng đều hiệu quả. Và làm cách nào để chúng ta có thể tránh được cái việc đi theo số đông như là một cái người ấy, mà chúng ta có thể áp dụng được kiến thức trong cái lĩnh vực art mà chúng ta đang làm, chứ không phải chúng ta nhìn nó dưới con mắt của giải trí. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên. Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn cái quan điểm của mình về một câu hỏi mà rất là nhiều bạn quan tâm, đó là AI có nguy hiểm hay không? Tại sao mình lại chọn lọc cái câu hỏi này để trả lời cho các bạn trong phần đầu của video? Là bởi vì như phần đầu ấy, mình đã có chia sẻ một phần ngắn gọn rồi. Quan điểm của mình là một người làm art, đó là các bạn cần phải nhận thức được rõ cái sự nguy hiểm của con AI này trước khi chúng ta quyết định ứng dụng nó. Nếu như chúng ta không nhận thức được cái tầm quan trọng cũng như là cái mức độ ảnh hưởng mà chúng ta cứ áp dụng bừa bãi, thì đó chắc chắn là một yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Không những không giúp cho các bạn tăng thêm thu nhập mà nó còn hủy hoại cái công việc của chúng ta. Nó nguy hiểm đến đâu còn phụ thuộc vào cái mức độ sử dụng của người dùng, và đặc biệt là cái sự kiểm soát sau này của các chính phủ trong tương lai. Tuy nhiên, một điểm mà các bạn có thể chắc chắn sẽ biết, đó là những cái sự sử dụng hàng ngày của chúng ta đó vô hình chung giúp cho con AI này nó thông minh lên một cách rất là nhanh chóng. Chưa từng có một cái thế hệ robot hay một thế hệ trí thông minh nhân tạo nào mà thông minh như cái giai đoạn hiện tại, là bởi vì người dùng sử dụng ồ ạt, và chính những cái sự sử dụng này nó đã tạo ra một cái nguồn dữ liệu tổng hợp khổng lồ giúp cho con AI này nó học hỏi và nó thông minh lên một cách rất là nhanh chóng. Cụ thể như các bạn có thể thấy ChatGPT 4 Plus hiện tại đó, nó đã có thể hiểu được và thậm chí đưa ra được cái quan điểm cá nhân như là một cái bộ não độc lập để trả lời câu hỏi của chúng ta. Các bạn biết không, với sự thông minh lên một cách rất là nhanh chóng của con AI này, nó đã làm cái hệ lụy gì đó dẫn đến cái việc bỏ việc của rất là nhiều họa sĩ trong và ngoài nước mà mình đã từng biết, trong đó có cả những họa sĩ lâu năm. Nếu như một ngày nào đó anh ta nhận ra rằng cái công việc mình đang vẽ, mình đang tự hào, thì bây giờ với công nghệ, với AI ra đời, thì nó có thể dễ dàng làm cái công việc đó trong một cái khoảng thời gian chỉ vài phút. Vậy thì nó dẫn đến một cái câu chuyện thứ hai chúng ta sẽ bàn luận trong video ngày hôm nay, đó là có nên cấm AI vĩnh viễn hay không? Câu trả lời mình xin đưa cho các bạn luôn. Cái đầu tiên, chúng ta không nên cấm AI. Bởi vì sao? Bởi vì bên cạnh những thứ nó đang gây áp lực cho rất là nhiều những thế hệ họa sĩ, thì các bạn không thể phủ nhận rằng nó có rất là nhiều những cái yếu tố, những cái ưu điểm. Lấy một cái ví dụ rất là dễ hình dung, cách đây vài năm nhé, có một cái sự kiện khá là rùm beng, đó là việc một cái ban tổ chức của một cái show khá là lớn trên VTV đã từng lấy một cái tác phẩm của một họa sĩ nước ngoài để làm nền cho cái poster
quảng cáo cho cái chương trình đó. Cái drama này mình nghĩ rằng có rất là nhiều bạn đã biết rồi và mình đã đặt nó ở trên màn hình. Nói gì thì nói, nó vẫn là một cái yếu tố rất là sai lầm, đặc biệt là của một cái chương trình rất là lớn của VTV như vậy. Nó xảy ra là bởi vì ba cái yếu tố sau đây. Thứ nhất, theo mình đoán đó là người họa sĩ đó không có đủ cái thời gian. Tức là cứ cho là người designer của cái show đó đủ khả năng để vẽ cái poster đó một cách hoàn thiện và không cần lấy bất cứ cái artwork của ai, thì với cái lượng thời gian mà ban tổ chức đưa ra, anh ấy không thể nào đáp ứng được. Yếu tố thứ hai mình cần phải đề cập rất là nghiêm túc ở đây, đó chính là trình độ của người họa sĩ. Mỗi một cái show mình biết rằng có những họa sĩ chuyên nghiệp, kể cả là những cái designer lâu năm làm việc cho cái show đó, nhưng để mà vẽ được một cái poster, một cái nền background khá là khó như này, mình nghĩ rằng không phải ai cũng đáp ứng được. Nghiêm túc và thành thật mà nói là như vậy. Và cuối cùng, yếu tố thứ ba, cứ cho là nếu như chúng ta không có đủ thời gian và không có đủ cái nhân lực để vẽ nó, thì cái điều khả dĩ tiếp theo đó là chúng ta sẽ thuê ngoài với một cái mức chi phí rất là lớn. Và việc thuê ngoài với một cái mức chi phí lớn như vậy chỉ để vẽ một cái nền cho cái poster thì chắc chắn là nó không hợp lý. Tự chung lại của ba lý do này, mình nghĩ rằng nó đáng thương nhiều hơn là đáng trách khi mà người có thẩm quyền của cái show này đã quyết định sử dụng một cái artwork của một họa sĩ nước ngoài. Vậy thì tự chung lại để chúng ta nói một cách ngắn gọn thì đó là AI này nó sẽ giúp cho chúng ta cải tiến được ba cái yếu tố cực kỳ là nhanh gọn sau đây. Đầu tiên là vấn đề về thời gian. Sử dụng cái dịch vụ của AI để render nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất rất là nhiều thời gian so với việc chúng ta vẽ một cái bức artwork. Nếu như chúng ta là người trong nghề, chúng ta đều biết rằng với những cái bức artwork ở những cái phong cách khó, chúng ta mất vài tuần lễ, thậm chí một tháng để chúng ta hoàn thiện nó là cái chuyện không hề hiếm. Nhưng với một cái chất lượng của một cái bức tương đương như vậy, chỉ mất vài phút, thậm chí là cách để chúng ta học hỏi, tính cả cái thời gian chúng ta training cái con AI này, thì nó cũng chỉ đâu đó vào trong một ngày là chúng ta có thể hoàn thiện được. Thứ hai, đó chính là cái vấn đề về phong cách. Thì con AI là cực kỳ đa dạng và có một điều rất là thú vị là AI nó không ngán bất cứ một cái phong cách khó nào. Thực tế chứng minh rằng những cái phong cách khó nhất mà những cái họa sĩ đang tiếp cận được, nó đều có thể đáp ứng được từ cái hệ sinh thái mà nó đang có được từ việc rất là nhiều người dùng đang trải nghiệm nó hàng ngày. Và điều thứ ba chắc chắn rồi, đó chính là yếu tố về kinh phí. So với việc thuê ngoài một designer hoặc một cái artist nào đó để chúng ta thiết kế ra artwork, thì việc tùy chọn sử dụng AI cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là chuyên sâu, có thể tùy chỉnh bao nhiêu lần tùy thích của chúng ta, và đặc biệt với cái mức giá cực kỳ rẻ so với việc chúng ta sử dụng dịch vụ của một người nghệ sĩ thực thụ các bạn nhé. Vậy thì rõ ràng yếu tố đầu tiên, chúng ta không nên cấm AI. Với cái khía cạnh thứ hai, chúng ta có thể dễ dàng thấy đó là dù muốn chúng ta cũng không cấm được. Yếu tố này thì lại càng dễ hiểu hơn, bởi vì các bạn đang thấy rằng những cái hãng công nghệ lớn nhất thế giới như Facebook, Microsoft hay là Twitter cũng đang từng bước tìm cách sử dụng và ứng dụng AI cho những cái sản phẩm trong tương lai của họ. Vậy thì các bạn nghĩ sao về một cái thế giới của những ông lớn đang sử dụng những cái dịch vụ của AI và các bạn đang đứng ngoài lề để mong cấm cái dịch vụ của nó? Bây giờ để khép lại nội dung ngắn gọn cho video ngày hôm nay của chúng ta thì chắc chắn nội dung này sẽ làm cho các bạn thích thú, đó là chúng ta sẽ cùng được Lim Jim chia sẻ một vài những cái yếu tố mà mình nghĩ rằng quan trọng nhất các bạn cần phải biết trước khi chúng ta có thể kiếm được tiền với AI với tư cách là một người đã làm ads rồi. Nhắc lại với các bạn, đó là loạt video này mình chỉ tập trung chia sẻ cho các bạn đã làm về lĩnh vực này và chúng ta ứng dụng nó, có nghĩa là chúng ta xem nó như một cái thứ công cụ tham khảo, từ đó chúng ta có được một cái lợi thế cạnh tranh của một người đã làm ads rồi, chứ không phải là một người ngoại đạo hoàn toàn và phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ AI này. Vậy thì để dễ tiếp cận thì mình nghĩ rằng các bạn nên đến với những cái yếu tố sau đây mà mình nghĩ rằng con AI rất là khó có thể làm thay thế hoặc làm tốt hơn con người. Yếu tố đầu tiên đó chính là phong cách cá nhân. Phong cách cá nhân là một cái thứ gì đó nó thuộc về số ít. Nó thuộc về điểm nhấn của một người họa sĩ nào đó. Và các bạn biết rằng là cái cách thức hoạt động của AI đó là nó dựa trên cái big data, một cái bội số lớn của rất là nhiều những thứ mà nó có thể học tập được. Đó là lý do tại sao nó vẽ rất là tốt những cái phong cách photorealism hoặc thậm chí là phong cách chụp ảnh. Tả thực nó đều có thể làm rất là xuất sắc, bởi vì nó có quá là nhiều những cái dữ kiện để nó tham khảo. Tuy nhiên với phong cách cá nhân của một người làm ạt thì nó rất là khó để có thể thu nhặt lại tất cả những cái yếu tố đó để có thể kết nối nó và tái hiện lại được cái phong cách cá nhân đó. Chính vì vậy, cái điều đầu tiên các bạn cần phải
chú ý cho bản thân mình, đó là chúng ta chú trọng đến việc phát triển phong cách cá nhân. Một vài những cái thứ mà chúng ta có thể để ý đến, ví dụ như là những cái cọ brush mà chúng ta đang sử dụng, nó có yếu tố gì đặc biệt hay không, cái cách sử dụng màu của chúng ta nó có gì đặc biệt hay không, và đặc biệt là cái phong cách tả những cái nhân vật và những cái ngũ quan của nhân vật ấy làm sao để nhìn nó có hồn hơn. Yếu tố thứ hai mà theo mình AI rất là khó có thể thay thế được con người, đó chính là sự tùy biến có mục đích. Trong phần này mình đưa nó vào ngoặc kép, nó có nghĩa là bên cạnh những cái artwork mà chúng ta vẽ cho bản thân và chúng ta bán ở trên những cái trang thương mại điện tử nhá, thì có một số lượng lớn chúng ta vẫn đang sử dụng những cái artwork và chúng ta đang vẽ cho khách hàng của chúng ta. Vậy thì với khách hàng là những người thật nhá, thì rõ ràng rằng cái việc mà chúng ta đưa ra một cái phương án thiết kế và đạt được cái mức độ hài lòng ngay lập tức ấy là rất là khó. Chính vì vậy nó đòi hỏi cái sự tùy biến, tinh chỉnh của khách hàng yêu cầu ngược lại chúng ta. Và thực tế rằng là với những cái công cụ AI hiện tại, kể cả là rất là được đánh giá cao bởi cộng đồng có cái tính tùy biến như là DALL-E hoặc là Leonardo, thì mình nghĩ rằng với cái sự tinh chỉnh của những cái con AI này ấy, nó vẫn ở một cái khoảng cách khá là xa so với những thứ thực tế mà mình đang làm việc và tiếp xúc với khách hàng của mình. Và yếu tố cuối cùng đó chính là cảm xúc của nhân vật trong tranh. Một trong những cái yếu tố rất là xuất sắc của con AI đang thể hiện đó là nó vẽ nhân vật rất là đẹp. Các bạn có lẽ không thể hình dung được nếu như chúng ta đang sống cách đây vài năm và bây giờ chúng ta đang sử dụng cái con AI này để vẽ ra một cái bức tranh cực kỳ là giống thật. Nhưng có một cái điều mà mình nghĩ rằng quan điểm của mình là một người làm art, khi nhìn vào những cái bức tranh render dù ở cái cấp độ cao nhất đó là photorealism, thì mình thấy rằng đâu đó cái cảm xúc của những cái nhân vật trên tranh này nó vẫn có một cái nét vô hồn. Đây không phải riêng là quan điểm cá nhân của mình, mà mình nghĩ rằng trên cộng đồng ấy cũng có khá là nhiều những người đồng ý với quan điểm của mình về vấn đề này. Với cái cảm xúc là một cái thứ rất là quan trọng trong những bức tranh, ví dụ như là bức tranh về character design, phát triển nhân vật, và đặc biệt là vẽ tranh minh họa đi chăng nữa, là một cái yếu tố mình đã làm hẳn một cái series nói về yếu tố kể chuyện trong tranh minh họa. Các bạn cũng có thể theo dõi cái nội dung của video đang xuất hiện trên màn hình nhá. Thì rõ ràng với phần này con AI còn đang cần phải học hỏi rất là nhiều. Mình thì chưa dám chắc rằng trong tương lai nó có thể được cải tiến một cách hiệu quả về vấn đề này hay không. Nhưng tạm thời hiện tại nó vẫn là một cái yếu tố cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh rất là lớn của một cái người làm art trực tiếp. Rồi, và trên đây là toàn bộ những nội dung mà Lim Jim chia sẻ cho các bạn ngắn gọn trong video đầu tiên. Hy vọng nó giúp cho các bạn có nhiều những góc nhìn cởi mở và có thêm những cái nguồn năng lượng mới để giúp cho các bạn chúng ta cảm thấy vững tin hơn. Thay vì chúng ta cảm thấy tự ti, chúng ta cảm thấy lo lắng về cái sự xâm chiếm thế giới của AI. Chúc cho các bạn có thể từng bước áp dụng được AI cho công việc của mình một cách hiệu quả, không bị phụ thuộc, lệ thuộc vào nó 100%, mà chúng ta có thể tìm ra cái lợi thế cạnh tranh của mình để giúp cho những cái bức artwork của chúng ta sau này vẽ được linh hoạt hơn về mặt phong cách, tinh tế hơn về mặt màu sắc, và đặc biệt là có thêm nhiều những góc nhìn thú vị dưới sự giúp đỡ của AI. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập số 02. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những cái cách để ứng dụng AI vào công việc digital painting của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn.